tất cả mọi người. Hôm nay Nhi sẽ chia sẻ với mọi người một cái bí quyết mà Nhi tin rằng là tất cả những chị em phụ nữ rất là quan tâm. Và không chỉ những chị em phụ nữ quan tâm mà còn cánh mày râu cũng rất là quan tâm. Thì chủ đề mà hôm nay Nhi muốn chia sẻ với mọi người đó là chủ đề làm thế nào để chậm quá trình lão hóa. Hay gần đây thỉnh thoảng những chị em nào mà trông trẻ hơn tuổi vẫn hay được khen là mày bị lão hóa ngược à. Thì mới hôm qua đây thôi, Nhi gặp lại một chị bạn người Nhật, và đã lâu rồi Nhi không gặp chị. Cách đây 12 năm Nhi đã từng gặp chị, và ngày hôm nay sau 12 năm thì Nhi đã bước qua tuổi là 33. Thì chị bảo hình như Nhi chẳng những không có trông già hơn đi mà còn trông trẻ hơn rất là nhiều. Và không biết là lời khen có quá hay không, nhưng mà Nhi vẫn cảm thấy rất là vui. Và Nhi tin rằng tất cả những chị em phụ nữ khi mà được khen rằng nhìn chị trẻ hơn tuổi, hay chị lão hóa ngược à, thì sẽ rất là vui. Và trước khi để chia sẻ về những bí quyết để của Nhi để mà trông Nhi có thể nhìn trẻ hơn tuổi, thì Nhi sẽ đi vào vấn đề là thế nào gọi là lão hóa và lão hóa là gì ha mọi người ha. Thì theo những cái quy luật tự nhiên của cuộc sống thì bất cứ gì khi mà đi lên đến một đỉnh cao, đến một mức nào đó nhất định, thì nó sẽ bắt đầu đi xuống như một cái biểu đồ đi lên và đi xuống. Và bản thân con người chúng ta cũng vậy, theo một quy luật tự nhiên, khi chúng ta trưởng thành và lớn lên đến một cái độ tuổi trung bình nhất định, tầm 24, 25, thì chúng ta sẽ không thể phát triển được nữa, và chúng ta không thể trưởng thành, không thể lớn hơn nữa, thì sẽ như thế nào? Thì chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống, và việc đi xuống của chúng ta đó là lão hóa. Và đã nói là quy luật tự nhiên rồi đúng không mọi người, thì không thể nào mà chúng ta có thể mà ngăn chặn nó lại hoặc là làm dừng cái việc lão hóa đó lại, mà chúng ta chỉ có thể là làm sao cho cái quá trình này nó đi chậm lại từ từ thôi, đúng không mọi người? Và hôm nay Nhi sẽ chia sẻ với mọi người là làm như thế nào để chậm quá trình lão hóa, và mọi người cùng nghe Nhi chia sẻ những bí quyết theo kinh nghiệm của Nhi và theo những hiểu biết của Nhi nha. Thì ngày hôm nay Nhi sẽ đi vào ba vấn đề. Và như mọi người biết, khi gặp bất cứ một ai đó, việc đầu tiên mà người ta có thể đánh giá bạn là trông trẻ hơn tuổi, thì theo Nhi nhận thấy và rất nhiều những cái kinh nghiệm và sự hiểu biết của Nhi, thì điều đầu tiên đập vào mắt mọi người đến là gương mặt của bạn có rạng rỡ hay không, và làn da của bạn rất là quan trọng để mà quyết định người đối diện cảm thấy bạn trẻ hơn tuổi rất là nhiều. Và Nhi may mắn sở hữu làn da cũng khá là ok ha. Thì có một số bạn là để có được một cái làn da ok và xinh đẹp thì đa phần là các chị chăm dưỡng máy làm đẹp. Nhưng ngày hôm nay với những chia sẻ của Nhi, Nhi không chỉ giúp các bạn có một cái vẻ rạng rỡ và đẹp bề mặt ngoài da mà còn đẹp cả bên trong nữa. Đẹp cả bên trong đây tức là càng là không chỉ có toát được cái vẻ mà nhìn trẻ trung từ bên ngoài mà còn từ bên trong nữa ha. Và đầu tiên là về bên ngoài thì đó là về làn da của mình. Thì làn da của mình thì thật ra rất là thông minh mọi người. Nó như là một cái bản tổng kết về tất cả những cái đánh giá chung cơ bản về sức khỏe của bạn. Thí dụ như chỉ cần ngày hôm đó, đêm hôm trước bạn cảm thấy không khỏe, không ổn thì da của mình sẽ tối sạm đi, hoặc chỉ cần một dấu hiệu nếp nhăn hai bên khóe mắt này, hoặc là nếp nhăn chau mày nơi đây thì đã tố cáo cái sự mà lo lắng bất ổn trong bạn. Hoặc là khi đêm hôm qua bạn mất ngủ thì chắc chắn là dưới đây sẽ thâm quầng mắt lên rất là nhiều, đúng không mọi người? Thì đó, cho nên là làn da sẽ tố cáo rất rõ về độ tuổi, về sức khỏe và tất cả như một bản báo cáo tổng quát về tổng thể cơ thể của bạn. Và như các bạn biết, yếu tố đầu tiên để mà tạo nên một làn da căng bóng rạng rỡ thì đầu tiên Nhi sẽ nói về việc uống. Thì như mọi người biết, cơ thể chúng ta chiếm đến 70% lượng nước trong cơ thể.
ha. Thì để mà có được một cơ thể khỏe khoắn, tươi tắn, một làn da đẹp, đầy đủ sức sống thì mình cần phải cung cấp đầy đủ nước cho cơ thể. Thì như Nhi thì Nhi có một thói quen rất là từ lâu rồi, là Nhi có thói quen uống nước, và Nhi uống nước liên tục, Nhi uống nước rất là nhiều ha. Nhi và Nhi hạn chế uống những loại nước có ga nè, nhiều như là Coca nè, hoặc là Pepsi, hoặc là những đồ uống có ga, có chất caffeine. Và đồng thời là nếu như được, mọi người có thể đầu tư một lõi tạo khoáng như vậy, hay là những chị em nào mà nhà có những cái máy lọc nước để cân bằng độ pH trong nước ha, thì cũng rất là ok. Nhưng mà đối với những chị em nào có điều kiện nha, còn không thì mọi người có thể đầu tư một cái lõi tạo khoáng như vậy để ngâm vô bình nước và mình uống liên tục. Và việc cái lợi ích của lõi tạo khoáng này là như thế nào, thì gần đây ở bên Nhật, trong các tạp chí của Nhật rất là hot về lõi tạo khoáng này, và một cái lõi tạo khoáng trên giá tạp chí đăng là tầm khoảng 2 triệu. Nhưng nếu như chị em nào muốn tìm hiểu và đăng ký tại Nhật hoặc là tại Việt Nam về cái loại tạo khoáng này thì liên hệ với Nhi, thì có một cái giá rất là tốt, thì tầm khoảng 1 triệu mấy thôi. Và với 1 triệu mấy một cái loại tạo khoáng vậy, mình sẽ dùng cho được khoảng 1 tháng, mình ngâm vô nước mình uống để làm chi. Và mình như Nhi thì Nhi ngâm cái bình khá là nhỏ, nếu được chị em có thể ngâm một cái bình lớn ha, và mình cung cấp nước cho cả mình và gia đình. Thì cái điều đầu tiên của loại tạo khoáng này mang đến đó sẽ là cân bằng độ pH trong nước nè. Nó sẽ tạo cái hàm lượng oxy rất là phong phú cho cơ thể của mình để mình chống lại oxy hóa ha. Và đồng thời nó sẽ tạo ra hàm lượng hydro và silica silica rất là cao để cung cấp cho cơ thể mình, giúp cơ thể mình chống lại lão hóa. Và khi chống lại việc oxy hóa như vậy, nó cũng đã góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Và đồng thời là thường xuyên uống nước nha mọi người nha, khi mình ngâm như vậy. Đây, như khi đây Nhi đang nói chuyện với mọi người, Nhi cũng chuẩn bị một ly nước trà lúc nào cũng uống, hoặc là mình có thể thay thế mình uống các loại nước ép, nước trái cây, như đây như là ly nước tắc muối cung cấp vitamin C cho mình. Cả ngày Nhi rất là bận rộn với việc là này pha cái gì uống, nước ép gì uống, hay là nặng một ly nước chanh, Nhi uống nước liên tục luôn mọi người, uống liên tục liên tục. Khi rảnh thì có thời gian là Nhi uống nước, còn khi ra ngoài nếu như được mình có thể chuẩn bị một bình bình nước nhỏ mình bỏ trong ba lô, và bất cứ khi nào mình có thể cung cấp một lượng nước cần thiết cho cơ thể của mình ha. Và điều thứ hai Nhi muốn chia sẻ đến mọi người đó là việc ăn. Việc ăn thì nó cũng rất là quan trọng. Thì khá là lâu rồi Nhi đã không có thói quen sử dụng đồ hộp, vì Nhi cảm giác là trong đồ hộp, hoặc là trong trong đồ hộp nó có một cái lượng chất bảo quản rất là cao mọi người. Tại vì như mọi người biết rằng á, là đối với thức ăn của mình để qua một đêm thôi thì nó cũng đã rất là không tốt rồi, bắt đầu là nó sẽ dễ bị vàng ôi thiêu. Cho nên là đối với những chất đồ hộp mà họ có thể để dễ dàng để được đến 1 năm, 2 năm và 3 năm, một cái khoảng thời gian lâu như vậy, thì nó chắc chắn là phải có chất bảo quản trong đó, và chất bảo quản cũng sẽ không có tốt cho cơ thể của mình ha. Cho nên nếu như có thể thì mọi người sẽ hạn chế ăn những đồ hộp nè. Và đồng thời là Nhi lâu lắm rồi Nhi không có thói quen đi ăn mặc McDonald's tức hoặc là Kentucky, chỉ là lâu hiếm, thực hiếm chắc là 1 năm Nhi ăn được 1 lần. Tại vì khi mà ăn những đồ chiên, đồ dầu mỡ, đồ ăn thức ăn nhanh như vậy, nó chứa một hàm lượng dầu mỡ rất là khó tiêu. Và ở nhà Nhi cũng vậy, Nhi ăn rau củ quả rất là nhiều. Mỗi buổi trưa thì hoặc là buổi tối là khi mà ăn cơm gia đình, Nhi sẽ chuẩn bị một cái thau rau cho cả nhà để mà ăn ha, để mà cung cấp rau củ quả rất là nhiều. Hoặc đối với con thì Nhi có thể luộc rau, luộc cà rốt, luộc đậu bắp, những loại rau củ cho con hoặc là cho bản thân mình đi ăn. Và hạn chế ăn thịt nha mọi người nha, vì thịt là một cái loại thức ăn khó tiêu
và cái hệ tiêu hóa của mình cần một cái khoảng thời gian dài để có thể tiêu hóa đi. Thì trong một cái thời gian dài mà cái thịt đó tồn tại ở trong cái bao tử của mình và nó mất thời gian để mà nó tiêu hóa như vậy, trong cái thời gian dài như vậy nó sẽ sản sinh ra một cái lượng axit không có tốt cho cơ thể của mình ha, và điều đó cũng có thể làm gây cho mình nhanh bị lão hóa đi ha. Và cho nên là về ăn uống nè, hạn chế ăn dầu mỡ nè mọi người, thường xuyên ăn rau củ quả, và nếu được nữa thì mọi người ăn chay hẳn, ăn đạm, ăn thanh đạm rất là tốt. Và đối với những người lớn tuổi, khi những cái hệ tiêu hóa, hệ bài tiết của họ cũng dần lão hóa đi thì cái việc hấp thu thức ăn cũng khó khăn hơn với những người trẻ, thì cái việc ăn chay, ăn đạm bạc rất tốt cho cơ thể của họ ha. Và đối với phụ nữ mình cũng vậy, ăn chay, ăn tàu hũ nè. Và Nhi đặc biệt nhỡ nhật, Nhi rất là thích ăn natto. Natto là một cái thức ăn chứa nhiều dinh dưỡng và nó góp phần ngăn chặn quá trình chống oxy hóa cơ thể của mình rất là tốt mọi người, và nó giúp cho mình sống lâu nữa. Và điều thứ ba, bí quyết thứ ba mà Nhi muốn chia sẻ đến mọi người là việc vận động. Và vận động làm sao cho mỗi ngày cơ thể chúng ta đổ vài giọt mồ hôi, hoặc là nếu được đổ xối xả luôn cũng được, đổ nhiều thì nhiều, ướt đẫm cái áo thì rất là tốt luôn. Và đối với cái việc mà ướt đẫm áo đó là đối với những chị em mà có điều kiện, có thời gian để mình đi đến tập gym, những cái phòng tập thể dục, thì việc để đổ mồ hôi thì quá dễ dàng. Nhưng đối với những mẹ bỉm sữa hoặc là những chị em mà có gia đình bận rộn thời gian thì mình có thể là đi bộ vào mỗi buổi tối, dành thời gian đi bộ 5-10 phút hoặc là chạy bộ để giúp cho cơ thể của mình đổ mồ hôi, thì nó sẽ thông qua cái hệ bài tiết đó sẽ giúp cho đi tốt cơ thể và thải những độc tố, những cái chất cặn bã ra khỏi cơ thể mình, hay gọi đơn giản nó sẽ là thanh lọc cơ thể của mình. Và cái việc đó rất tốt cho phụ nữ của mình và tốt cho cả làn da của mình nữa. Mọi người có để ý là những cô giáo dạy yoga hoặc là những bạn tập yoga, tập thể thao đổ mồ hôi thường xuyên thì da của họ rất là mỏng không? Vì hệ bài, vì họ đổ mồ hôi và những chất độc trong cơ thể họ được bài tiết qua hệ mồ hôi, cho nên da của họ mỏng hơn rất là nhiều. Và đồng thời như Nhi được biết, khi mà mọi người vận động, hoạt động tay chân ha, thì nó cũng sẽ góp phần làm thanh lọc bộ não của mình. Bởi vì hai bên não của mình nó có rất là nhiều những cái sợi dây thần kinh, và nó đi xuống tay, xuống chân của mình. Và khi ta hoạt động tay chân thì nó sẽ tạo nên những cái phản ứng ngược lên, kích thích cho não chúng ta hoạt động. Và khi não chúng ta hoạt động thì tinh thần chúng ta thoải mái nè, và chúng ta cảm thấy hạnh phúc và rất là lạc quan. Và khi mà tinh thần chúng ta thoải mái, lạc quan thì nó sẽ tăng cả cái sức đề kháng, chống lại bệnh tật và tăng khả năng miễn nhiễm những cái bệnh linh tinh. Cho nên cái việc mà vận động cơ thể 5 đến 10 phút ít nhất mỗi ngày, ngoài việc thanh lọc cơ thể, nó còn giúp mình thanh lọc não bộ và giúp cho mình cảm thấy tinh thần luôn là quan thoải mái. Mọi người có để ý là Nhi không biết sao nhưng mà có những lúc này Nhi cảm thấy hơi mệt chút xíu thôi thì Nhi sẽ sắp xếp một buổi chạy xuống chạy bộ hoặc là đi tập thể dục. Và mình có thể chạy bộ và mình đeo tai nghe, mình nghe nhạc thư giãn và mình chạy bộ 5-10 phút, chỉ cần đổ mồ hôi chút xíu thôi, tự nhiên mình về nhà mình cảm thấy tinh thần mình thoải mái và mình không còn bực dọc khó chịu với con cái hay ông xã mình, thì việc đó cũng rất là tốt luôn mọi người. Và khi tinh thần mình thoải mái lạc quan cũng sẽ góp phần cho mình chậm hóa trình lão hóa. Cho nên đây là ba bí quyết cơ bản, hay là ba cái sự chia sẻ cơ bản mà Nhi muốn nói đến mọi người là làm cách nào để chậm quá trình lão hóa. Đó là chú ý đến việc uống nước đầy đủ, cung cấp cho cơ thể một lượng nước đầy đủ. Thứ hai là mình ăn những thức ăn dễ tiêu, thanh đạm, không chứa dầu mỡ, và hạn chế ăn đồ ăn nóng hộp. Thứ ba là vận động cơ thể bằng một cái hoạt động thể thao hoặc là bằng một cái việc nhẹ nhàng như đi bộ và chạy bộ.
Và với ba cái điều này, nó sẽ góp phần giúp cho bạn làm chậm đi quá trình lão hóa. Và với việc làm chậm quá trình lão hóa thì trông bạn sẽ trẻ hơn tuổi rất là nhiều. Ok, xin chào và tạm biệt mọi người. Nhi hy vọng là cái clip video này của Nhi tuy là ngắn nhưng sẽ giúp ích cho mọi người. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.